Đội tuyển Thái Lan đã có trận giao hữu không thành công trước Georgia, đội tuyển xếp hạng 79 thế giới. Ngay trong 45 phút đầu tiên, thầy trò ông Alexander Pokin đã phòng ngự hớ hình và nhận tới 6 bàn thua. Thậm chí trong 20 phút đầu, cầu thủ Thái Lan bị dồn ép nghẹt thở, không thể cầm bóng triển khai lối chơi. Sau khi thua chóng vánh bởi những sai lầm trong phòng ngự, đội tuyển Thái Lan tiếp tục thủng lưới thêm 2 bàn trong hiệp 2, dù đã sốc lại đội hình để chơi khởi sắc hơn so với khoảng thời gian trước giờ nghỉ. Thất bại 0-8 trước Georgia là trận thua đậm nhất trong nhiều năm qua của đội tuyển Thái Lan, tiến sát kỷ lục thua 0-9 của đội bóng có biệt danh Voi Chiến trước đội tuyển Anh cách đây hơn nửa thế kỷ. Sau trận thua, muối mặt, ông Pokin cho rằng các cầu thủ đã mắc nhiều sai sót cá nhân dẫn đến thất bại nặng nề. Ông phân tích, chúng tôi kỳ vọng sẽ làm tốt hơn thế này nhưng mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi. Nhiều cầu thủ được tôi triệu tập lần này mới lần đầu khoác áo đội tuyển Thái Lan. Có rất nhiều cầu thủ mới lần đầu được triệu tập. Đây là trận đấu quan trọng để các cầu thủ của tôi học hỏi bởi chúng tôi đã gặp một đội mạnh như Georgia. Chúng tôi đã phân tích trước trận đấu về việc Georgia có sự chuyển đổi trạng thái nhanh chóng và họ là một tập thể mạnh. Trong hiệp 1, chúng tôi mắc rất nhiều lỗi và bị trừng phạt vì những sai lầm, ông Pokin nêu quan điểm. Chiến lược gia người Đức khẳng định đội tuyển Thái Lan phải nhận lấy bài học và chơi tiến bộ hơn. Chúng tôi phải cùng nhau rút ra những bài học. Chúc Georgia may mắn ở trận đấu tiếp theo. Đối với Thái Lan, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trở lại và thi đấu tốt trong trận đấu tiếp theo. Đây là một trận thua đậm nhưng tôi không nghĩ mình đổ lỗi cho các cầu thủ. Tất cả các cầu thủ và những người hâm mộ đi cùng chúng tôi hôm nay đều đã làm hết sức mình. Ai cũng đã cố gắng hết sức. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho trận giao hữu tiếp theo với Estonia. Đội tuyển Thái Lan sẽ đá giao hữu với Estonia, hạng 115 thế giới, vào ngày 17 tháng 10, trước khi hướng tới vòng loại thứ hai World Cup 2026. Thầy trò ông Pokin nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Trung Quốc và đội thắng trong cặp đấu vòng 1 giữa Singapore và đảo Guam. Ông Pokin đang chịu áp lực lớn khi đội tuyển Thái Lan thi đấu không thành công. Trước khi thua 0-8 trước Georgia, Thái Lan đã thua Iraq ở chung kết King Cup trên sân nhà diễn ra hồi tháng 9.